Dạ rồi, thì em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con đã quay trở lại với kênh Na Thái Thầy Đỉnh, Thốt Nốt Cần Thơ. Thì có khá nhiều bà con đang theo dõi cái kênh của em và có những cái câu hỏi về cái việc nuôi trái ở bên em, đặc biệt là cái việc tứ thuốc thùng ở cái mảng cầu Na Thái. Thì cũng có khá nhiều bà con thì cũng đang tin tưởng, đang tin dùng và người ta đã dùng lại. Tuy nhiên thì cũng còn rất là nhiều bà con còn đang băn khoăn, lo lắng, không biết là nó hiệu quả như thế nào. Thì hôm nay thì em đang có mặt tại cái vườn Na Mẫu của nhà. Thì đây hôm nay là ngày 24 tháng 4, thì có nghĩa là cha em đã tứ hai cử sau 18 ngày, chỉ có 18 ngày thôi. Kết quả đã mang lại như thế nào thì em sẽ cho bà con mình thấy được cái thuốc thùng, cũng như là mình đi đúng cái kỹ thuật mình chăm sóc cái giai đoạn nuôi trái, phân thuốc cho cây nó phù hợp thì cái trái nó sẽ đạt như thế nào. Đây em quay cho bà con mình xem ha. Thì cái sau 18 ngày mình tưới thuốc thùng thì bây giờ cái trái của bên em nó to, đều đều gai. Đây là em quay cho bà con mình xem ha. Đó, cái trái này bà con mình thấy ha. Ví dụ như bà con mình nuôi cái trái làm như thế nào á, để bà con mình nhận biết cái trái nó có đang phát triển hay không, thì bà con mình nhìn vào cái mã trái và đặc biệt là cái gai của cái trái á. Bà con thấy cái gai á mà nó đang non mơn mởn như vậy nè. Trái này nó cũng tầm khoảng gần 200 gram bà con. Trong cái video thì nó nhỏ vậy thôi, cái trên thực tế thì rất là to bà con, bằng tay của em ha. Thì sự khi mà bà con mình sử dụng cái thuốc thùng á, nó sẽ mang lại cái hiệu quả cho bà con. Cái trái của bà con nó sẽ có cái mẫu mã trái dài và những cái gai của nó đó, những cái mắt nào mà nó không nở thì nó nở gai ra luôn, thì nó làm cho cái mã trái rất là đẹp. Em quay cái vườn Na Mẫu của nhà em cho bà con mình xem. Thì nó phát triển song song, nó tập trung về cả. Để bà con thấy cái trái nào cũng dài hết trơn nè bà con, nó trái nó dài hết. Con thấy cái lợi ích của cái việc trái dài á thì nó sẽ càng ngày càng to. Ví dụ như bà con những cái trái mà nó không dài thì nó sẽ không có cái mức độ to được như mình mong muốn nha bà con. Đây em quay cho con trái ha. Đây trái bà con xem, nó rất là to tròn và đồng đều ha. Đây đây là cái mã trái mà sau khi bà con mình đi thuốc thùng nó sẽ to dài. Bà con mình thấy cái gai như thế này là nó đang phát triển và nó còn to nữa ha bà con ha, còn to rất là nhiều. Nó chỉ là mới cái giai đoạn vừa vừa thôi đó bà con. Đó, em quay cái trái ha. Đây trái nào như trái nấy luôn, nói chung là nó dài bà con, nó dài và nó to. Thì cái thuốc thùng nó mang lại cái hiệu quả cực kỳ, chỉ hiệu quả sau 18 ngày thôi, cha tứ hai cử rồi bà con, tứ chỉ hai cử thôi mà bây giờ cái kết quả nó mang lại nó khá là ok. Nói chung là nó còn thấy cái tàn cái gốc cây anh em, cây thì nó phát triển sung, nó sung và nó nuôi cái trái rất là đạt. Thì đối với cái thuốc thùng đó bà con, nó sẽ có nhiều cái lợi ích. Nhất là cái cây nó nuôi, nó tập trung vào nó nuôi cho nuôi cái trái, hiệu quả là một rồi. Cái thứ hai là nó nuôi luôn cái cây, nó nuôi luôn cái cây nha bà con. Bà con thấy trái nó đồng bộ đồng đều với nhau, giống như hai cái trái này nó kế bên nhau luôn, nhưng mà cái nó rất là to. Cái này cũng chuẩn bị mình bao trái luôn đó bà con, chuẩn bị mình cha em cũng chuẩn bị bao trái luôn. Quay cho bà con, trời ơi mấy cái trái này mình nhìn mê lắm bà con. Đem dở lên cho bà con xem nè, đó thấy không trái nha bà con, nhìn thấy nó cái sự khác biệt là nó cái phấn ở trên của nó nè, nó có phấn phấn luôn á bà con. Khi mình xài thuốc thùng á là cái mã trái, cái trái mình nó phấn 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 luôn. Nhìn cái mức độ trái nó phát triển bà con mình so sánh cái vườn của mình, khi mà cái trái mà nó cái gai mà nó tơ á, gai mình thấy nó tơ trong à, là nó cái độ bự của nó là còn rất là lớn, còn rất là nhiều luôn đó bà con thấy. Một cái cây này thì em chỉ giữ lại những cái trái như thế này thôi, em tỉnh bớt một cây giữ lại khoảng 3 đến 40 trái thôi bà con. Một cây thì nó phát triển rất là đều. Để em quay cái khúc quay cái cây này cho bà con mình xem. Cây thì nó càng lực thì khi mình tưới thuốc thùng vào thì cái tỷ lệ nuôi nó càng đạt ha. Chứ mình bà con mình cái cây nó CC thì
nó sẽ nuôi không có đạt nha bà con. Đó, em sẽ quay cho bà con mình xem. Rồi thì cũng sẵn chia sẻ đôi điều với bà con về nếu mà một cái thương lái người ta mua bây giờ là nếu mà hàng đẹp bà con mình đi những cái thị trường như là Hà Nội thì thường là những cái thương lái người ta sẽ lựa những cái vườn nó có cái cây nó xanh tốt. Vì sao như vậy thì cái nguyên nhân là khi mà những cái trái, những cái cây mà cái vườn mà nó sung như vậy á thì cái trái thứ nhất là nó đẹp rồi là không nói rồi. Trời ơi, quá trời đồng bộ luôn, đều quá trời đều, rất là đều luôn bà con ơi. Ví dụ như một chỗ này ba trái mà nó rất là đều, ba trái mà nó đều đồng đều ha, rất là đồng bộ. Cái nữa là nó cho cái mẫu mã dài đẹp ha, dài đẹp là cái. Và cái nguyên nhân chính á, những thương lái người ta thường mua những cái vườn có cái vàng lá, thứ nhất là người ta cái hàng cúng á, thì người ta sẽ cần còn có lá. Cái thứ hai nữa là cái tập tính của cái cây na bà con, khi mà cái cây mà nó sung á, cây mà nó sung thì cái trái của nó mình cắt xuống nó sẽ lâu, nó lâu chín, nó không có kiểu bị như dạng như là chín hát. Thì thương lái người ta mua, người ta vận chuyển ra ngoài kia á, thì nó sẽ nói chung là nó sẽ đạt hơn. Ví dụ như bà con mình có cắt dài dài một chút đó, thì người ta vận chuyển nó cũng không sao. Nên nói chung là em cũng là thương lái, em cũng tự rút ra những cái kinh nghiệm thôi. Chứ ví dụ vườn già, vườn mà nó bị si, tức là cái khả năng nó bị chín háp rất là nhiều, nên bà con mà để già quá là bên đây không dám mua, nó thì không dám mua luôn đó bà con. Tại vì sợ như cắt xuống là qua bữa sau nó chín là người ta ra ngoài bán tà lỗ. Nói chung là làm ăn nó cũng rất là gặp khó ha, chứ nó không thuận lợi. Nhưng mà con mình gắng mình làm cho nó tốt nhất có thể thôi. Nó cái trái này gần bao hết rồi bà con, nhưng mà cái trái này còn lớn rất là nhiều nha, tại vì chỗ này nó còn bung phấn nè, đó bung phấn mà cái gai của nó còn nở. Mình nhìn cái gai của nó còn nở là mình biết liền bà con. Cái trái hôm qua em đi cái vườn á, là cái vườn đó 5 tháng rồi, nhưng mà cái trái nó chừng bằng cái trái của em rồi. Thì em cũng đang hỗ trợ kỹ thuật bên cái vườn đó. Nói chung cái thuốc của em xài nó rất là hiệu quả. Tại vì thứ nhất đó là thuốc thùng thì nó nhiều loại, tuy nhiên thì mình phải xài cái đúng cách thôi bà con. Mình xài làm sao cho nó đúng cách thì nó mới có hiệu quả, và đúng thuốc ha. Đúng cách là một, mình xài cho nó đúng phần đúng thuốc thì nó mới đem lại cái hiệu quả cao. Bà con thấy cái trái nó đồng bộ, trái nó to đều đồng bộ luôn á, nó đều lắm, nó đều. Trái này hàng loại một đều, nó sẽ làm cho đồng đều cái trên cái cây, cái nó phát triển đồng bộ với nhau, chứ không phải là trái nhỏ trái bự, nó không đồng bộ với nhau lắm. Nó thì hôm nay cũng chia sẻ đôi điều với bà con về cái lợi ích của cái việc mình chăm sóc thuốc thùng nó đúng cái kỹ thuật ha. Hay quá trời trái luôn, em quay cho bà con xem. Nó trái nó đều 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 với nhau hết. Em quay cái cạnh này cho bà con. Mình quay xa như vậy đó bà con, chứ mấy trái này nó to dữ lắm. To dài ha. Quay gần gần này cho bà con xem. Trái này nè. To dài lắm. Đó. Thì cũng quay cho bà con mình xem cái hiệu quả của cái thuốc thùng bên em nó như thế nào. Tại vì em bán phân thuốc đó là em bán những cái gì thực tế tại vườn hết, những cái kết quả thực tế cho bà con mình. Ví dụ như mình nói không thì nó cũng không có thuyết phục đâu bà con. Nhưng là mình phải vừa nói, mình vừa xài, và phải quay được, và phải đạt cái hiệu quả cho bà con mình. Đó, cái trái rất là to. Thôi cái nó đều nè bà con. Mình quay cái em thấy nó đều gân gắt luôn nè. Đó, không phải là một hai cây đâu. Tất cả các trái nó đều to và đều đồng bộ với nhau ha. Quay cái cây cho con, cây này là tiễn bớt rồi con, vì là ông cha em đang tiễn, chuẩn bị tiễn lại gai đó. Trái nó to đều đồng bộ, một trái to nè con cũng thấy nha. Thì em cũng chia sẻ nhiều về cái thuốc thùng cũng như là cái kết quả của nó mang lại cho bà con mình ha.
có nhiều, nói chung là khách em bán rồi là người ta xài rồi, người ta quay lại, người ta xài, người ta mua, người ta quay lại, người ta xài. Thì khi mà hiệu quả thì người ta mới xài nha bà con. Chứ em nói là một chuyện thôi, nhưng mà cái gì nó thực tế thì nó sẽ được bà con mình chấp nhận ha. Rồi khi mà bà con mình xài thuốc thùng như thế thì cái cây của bà con nó sẽ lực hoài, nó lực hoài thì nó sẽ cho bà con nhiều cái vụ mùa tới nó sẽ thành công hơn, nó cũng đơn giản hơn so với những cái cây nó bị si. Rồi cũng có bà con hỏi là cái thuốc thùng này mình lỡ mình cái cây mình nó bị năm ba bốn tháng rồi, 5 tháng rồi, gần 5 tháng rồi, mình có xài được hay không? Thì em cũng chia sẻ với bà con là vẫn xài được bình thường bà con, tại vì em cũng có nhiều cái trải nghiệm về những cái vườn, mà bà con mà em đã cứu á, thì đạt lại kết quả rất là cao. Đấy, quá to luôn. Nhìn cái trái nó đồng bộ mà nó dài, con mình thấy nó thích đó. Đó. Rồi thì cũng chia sẻ với quý bà con thì về cái thuốc thùng á, đang quay cái vườn cho bà con mình xem. Về cái thuốc thùng á, do là em bán cho bà con mình nhiều cái thuốc thùng rồi, nhưng mà nó để cái trái mặn trên đó nên là có nhiều bà con cũng hỏi là nó chiên mặn như vậy xài ổn không. Thì theo sự góp ý của bà con thì em đang nói chung là liên hệ với công ty đừng em làm cái mã nhãn hàng riêng của em về cái trái na thái, sẽ cái thùng đó sẽ đặt cái nhãn lại là cái trái na thái, nhưng mà thành phần đó thì nó cũng giống hệt thôi, nhưng thành phần đó là nói chung với công ty, tại vì em bán số lượng thùng này nó chạy á, công ty có ưu tiên cho em là cho em chuyên về nó để cho bà con mình mua khỏi có bị nhầm á. Thì theo cái dự kiến thì hàng hôm nay sẽ về bà con, hàng hôm nay sẽ về quá hàng hôm nay sẽ về vào lúc 2-3 giờ chiều tới đây đó. Thì cũng thông báo đến bà con vậy đó, cho bà con mình sắp tới sẽ yên tâm hơn do cái việc mà mình sử dụng cái thuốc thùng của bên em ha. Rồi, em xin kết thúc cái video nha bà con. Em quá trời nắng này. Nói chung là cũng vì nghệ thuật ha. Rồi, nó phát triển nè. Cái này cho nó nha. Bành bành chưa. Đặc biệt là cái thùng này nó có nó dài cái trái quá bà con. Nhìn quá đẹp. Cái trái nó dài. Gai nó tơ. Nó to trái nữa. Cũng rồi thêm một cái nữa bà con. Tối đi hỗ trợ thì cũng có nhiều cách, người ta nói là tưới thuốc thùng cũng có tưới nữa nhưng mà nó không hiệu quả. Thì em nói với bà con, cái thuốc thùng nó bán đa dạng trên thị trường đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái vườn người ta xài nó có hiệu quả hay không, cái thuốc đó người ta xài có hiệu quả hay không đó. Người ta xài hiệu quả thì bà con mình cứ nên xài thôi, nhưng mà quan trọng là cái quy trình xài như thế nào đó, đó lại là một chuyện nữa. Và cái cách xài như thế nào để cái thùng nó hiệu quả, và đặc biệt là cây na nó cũng rất là đặc biệt, nó mà chịu cái thuốc nào đó, thì nó sẽ đạt hiệu quả cao. Để giống như cái thuốc nhện vậy đó, người ta bán rất là nhiều, không phải là tự nhiên mà em bán được cái thuốc nhện, tại vì cái thuốc nhện em bán hiệu quả rất là cao, em bao với bà con luôn. Nhện đỏ là em dám bao với bà con về cái nhện đỏ ha. Nói chung là những cái thuốc bên em là bán hàng chất lượng hết em mới bán. Còn mới hỏi bà con cũng có hỏi là có bán những cái thuốc như Gigumin được không đó, hoặc là những cái loại thuốc thông dụng đó, thì bà con cứ ra ngoài tiệm của bà con mình mua. Thì em không có bán những cái loại thông dụng đó, phổ thông đó, em chỉ bán những cái loại nào quyết định thôi. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều nha, kính chúc với bà con mình có nhiều cái vụ mùa mới thành công và tốt đẹp ha. Yêu cầu của mấy cây bên đó trái to rồi. Quay gần lại cho con xem trái bành bành không. Rồi mọi chi tiết hỗ trợ kỹ thuật Thiện Đỉnh Tốt Nốt Cần Thơ số hệ là 0961084 636, thì đây là số Zalo của em luôn nha.
Xin thân ái kính chào bà con, chúc bà con mình có những cái vụ mùa mới sẽ rút được nhiều cái kinh nghiệm để mình làm thành công và có cái thu nhập cao. Xin thân ái kính chào bà con mình nha.